chào các bạn đã quay lại và quan tâm những review các khu du lịch, những danh lam thắng cảnh của mình. Những video trước mình đã review núi Kỳ Lân giữa thành phố Ninh Bình hay du lịch Tràng An Ninh Bình. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một ngôi chùa khá độc đáo. Tuy không quá nổi tiếng như chùa Bái Đính, thế nhưng có nối kiến trúc độc đáo, tọa lạc trên một khung cảnh sơn thủy hữu tình, có sức hút kỳ lạ với du khách. Đó là chùa Vàng Ninh Bình, nằm bình yên giữa sóng nước mênh mông. Hôm nay hãy cùng mình khám phá ngôi chùa đặc biệt này nhé! Chùa Vàng được xây dựng trên chính nền kiến trúc cũ của chùa Bát Long, một ngôi chùa cổ được vua Lê Đại Hành hạ lệnh xây dựng cách đây hơn 1.000 năm với 3 ngôi chùa nhỏ và khuôn viên chung quanh trồng đa dạng các loại cây cối tươi tốt. Chùa Vàng Ninh Bình là một trong những ngôi chùa độc đáo bậc nhất chốn cố đô, tổng thể kiến trúc trên một hòn đảo nhỏ có diện tích 28 ha giữa hồ Cá Voi nằm ở phía tây thành phố. Phía nam giáp với đại lộ Tràng An dẫn vào quần thể danh thắng Tràng An và phía còn lại giáp danh với thị xã Ninh Nhất. Dù chỉ mới chính thức mở cửa chào đón du khách hành hương đến đây viếng Phật, vãn cảnh chùa từ tháng 3 năm 2018, thế nhưng chùa Vàng lại nhận được nhiều sự yêu mến của khách thập phương khi sở hữu cảnh sắc thơ mộng hữu tình, phảng phất dư vị hoài cổ và bình yên hiếm có. Trước kia chùa Bát Long cổ trên đảo có một con đường mòn từ đảo vào bờ phía đông. Cho tới khi chùa Vàng Ninh Bình hoàn thiện, người ta đã phá bỏ nó để tạo lên sự độc đáo cho ngôi chùa. Du khách đến vãn cảnh sẽ phải di chuyển bằng thuyền để có thể đến được hòn đảo giữa hồ Cá Voi. Chùa Vàng Ninh Bình được xây dựng theo kiểu kiến trúc hình bát giác với 8 cạnh đều nhau, đồng loạt quay ra 8 hướng, tượng trưng cho việc thờ phượng 8 vị vua thời 12 sứ quân xưa của chùa Bát Long, bao gồm lần lượt các ngài Ngô Xương Xí, Nguyên Siêu, Phạm Bạch Hổ, Kiều Công Hãn, Đỗ Cảnh Thạc, Nguyễn Khoan, Kiều Thuận và Nguyễn Thủ Tiệp. Toàn bộ các công trình của chùa đều được xây dựng hoàn toàn từ gỗ lim có màu đen tuyền, kết hợp với phần mái ngói được thiết kế theo phong cách của những ngôi đền chùa xưa với hình mái đao, có phần đuôi cong vút lên trời, điểm nhấn với các họa tiết long phượng trầu ngọc được đặt khéo léo trên phần đỉnh mái. Chính điều này đã góp phần tô đậm hơn vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc cho ngôi chùa có vị thế đặc biệt này. Không chỉ có thể, các chi tiết kiến trúc khác trong chùa cũng được hoàn thiện hoàn toàn với kỹ thuật mộc truyền thống theo không gian ba chiều, tạo sự liên kết hài hòa với tổng thể kiến trúc. Điều này khiến cho tổng thể toàn cảnh chùa Vàng Ninh Bình có sự thanh thoát, mềm mại nhưng đồng thời cũng mang đến cảm giác vững chãi, uy nghi hiếm có thể diễn tả bằng lời. Bên cạnh đó, xung quanh các công trình trong chùa cùng phần bệ đỡ đều được hoàn thành hoàn toàn từ đá xanh kiên cố, góp phần giữ gìn cho kiến trúc nơi đây được bền bỉ theo thời gian. Đặc biệt hơn, trong thời gian tới, chùa còn có dự định dát vàng toàn bộ với mục đích mang đến cảnh quan lộng lẫy, cao quý tương tự chính cái tên của mình vậy. Ngoài ra, xung quanh chùa chính là 3 ngôi chùa nhỏ được xây dựng theo kiến trúc khác nhau, đặc biệt với một tòa được xây bằng đá với 3 tầng, thon thả dần lên trên. Chùa nằm yên bình trên một mảnh đất nhỏ có hình tròn nổi lên giữa hồ, khiến mọi người khi đến đây đều dễ dàng liên tưởng như được chứng kiến tháp rùa, một công trình thiêng liêng bậc nhất thủ đô xuất hiện ở chốn cố đô Ninh Bình vậy. Không chỉ nổi bật với kiến trúc của một ngôi chùa cổ và phảng phất vẻ đẹp thời gian, trong khuôn viên chùa Vàng Ninh Bình còn được mọi người trồng rất nhiều cây xanh, từ các cây cổ thụ lớn cho đến những chậu bonsai được cắt tỉa, chăm sóc khéo léo. Chính điều này đã góp phần giúp cho khuôn viên chùa càng thêm phần hữu tình, thơ mộng hơn cả, đặc biệt là khi chùa nằm yên bình giữa bốn bề sóng nước mênh mông. Bởi thế nên dẫu đến vãn cảnh chùa Vàng Ninh Bình vào bất kỳ mùa nào trong năm, bạn cũng có thể cảm nhận được bầu không khí mát mẻ, trong lành và xào xạc tiếng lá cây, chim muông ríu rít. Nếu đến vãn cảnh chùa vào buổi sáng, bạn sẽ như được lạc bước giữa chốn bồng lai tiên cảnh với cảnh sắc non nước hữu tình. Thế nhưng khi màn đêm dần buông xuống chốn này, chùa lại khoác lên tấm áo mới, thanh tịnh hơn giữa không gian Phật giáo linh thiêng, huyền bí. Lúc này, bạn còn có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc mặt nước êm đềm lấp lánh soi bóng quả núi nhỏ có hình dáng tương tự chú Cá Voi nữa. Quá đặc biệt đúng không các bạn? Các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo của video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại!